có mấy con yêu quái gọi là tôm tép dám lại đây tấn công ta. Hãy xem gọi là lưỡi kiếm của Phong Cận TV đây. Mày hả mày? Chết mày cho con. Trời ơi, mới qua có vài cái chết queo luôn ha. Ok, còn con trên này nè, để mình lên mình giết nó luôn. Mày hả mày? Chết mày cho con. À, chưa chết hả? Chưa chết nè. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Genshin Impact đây bạn ơi. Thì bạn thấy mình đang chơi tựa game gì không? Chắc là những bạn nào mà gọi là có chơi tựa game này thì các bạn nhìn thôi là các bạn biết là tên của nó là gì đúng không? À quên, hồi nãy mình cũng mới giới thiệu luôn rồi đó. Thì cái tựa game này, một cái tựa game mà hiện tại là mình với lại Simmy nè, với lại là anh Mr. Dịch đang chơi khá là nhiều. Bọn mình ngày nào cũng cày game này hết các bạn ạ. Cho nên là mình thấy game này vui quá. Cho nên là hôm nay mình quyết định mình sẽ vào đây để mình gọi là quay video, một video về game này cho các bạn xem nha. Còn nếu các bạn muốn mình quay nhiều hơn thì nhớ bình luận cho mình biết nha. Ok, thì khi mà vào trong game thì chắc các bạn cũng thấy là cái game này trông nó khá là giống anime các bạn nhờ. Mà chúng ta sẽ là nhân vật chính trong cái game này. Đấy, ok. Thì các bạn xem nè, ở đây Phong đang có một con nhân vật là một em loli rất là đáng yêu, cute from everywhere luôn. Đấy, một em loli cương thi mọi người ạ. À. Đấy. Và ở đây mình có thêm rất là nhiều những nhân vật. Đó, thấy đẹp không? Đây, mình sẽ thử sử dụng tuyệt chiêu con nhân vật này cho các bạn xem nè, coi nè. Đấy. Bùm! Nguyên một con đại bàng bay ra luôn. Uầy, xịn chưa bạn? Xịn lắm đúng không? Ok, thì mấy bạn biết tại sao hôm nay mình lại vô quay game này cho các bạn xem không? Là bởi vì á, là mình mới vừa gọi là tìm hiểu được thì game này nó mới cho ra một con nhân vật mới. Đấy bạn xem này. Và con nhân vật này có tên là Siao mấy bạn ạ. Thì con này là hộ pháp dạ xoa. Thì cái con nhân vật này á, thì là một nhân vật mới ở trong cái game này. Cho nên là hôm nay Phong rất là muốn được gọi là nhận được con nhân vật này. Cho nên là Phong quyết định Phong đã bỏ ra 2 triệu. Phong đã nạp 2 triệu ở trong game này. Để xem coi chỉ với 2 triệu thì Phong có thể quay ra được cái con nhân vật Siao này không nha các bạn nha. Ok, và trước khi vào video này các bạn đừng quên là hãy để lại cho Phong một like nè, một share nè, và nhấn vào nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của tất cả các thành viên của Hero Team đăng ký hộ cho mọi người đó nha anh em nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau đi quay nhân vật Siao hay nào. Ok, để mình nạp tiền cho xong chúng ta cùng nhau quay nha. One eternity later. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ bấm vô trong phần cầu nguyện mọi người ạ. Thì đây chính là nhân vật mới của chúng ta nè. Nhân vật Siao. Đó, 5 sao luôn nha các bạn nha. Ui, hộ pháp dạ xoa mọi người ạ. Trời ơi, ngầu quá, nhân vật quá ngầu luôn bạn ơi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay nha. Mình sẽ bấm vô cầu nguyện một lần 10 cái luôn nè. Ok. Có sao tím, có sao màu tím. Là cảm thấy là may mắn rồi đó. Chúng ta đã được một cây kiếm nè, một cây thương, một viên ngọc chiêu tâm. Trời ơi, xịn. Rồi tiếp coi. Một cây cung. Sao lại không ra nhân vật Siao ta? Cho tôi nhân vật Siao đi. Tôi không cần những cái này đâu. Cho tôi nhân vật Siao đi nào. Oh no, các bạn ơi, cảm thấy hơi xui xui đó. Oh no, không được các bạn ơi. No. Quay lại tiếp. Siao. Bước lên. Wow, mình đánh trúng được một nhân vật có tên là Diona. Wow, một em loli vô cùng dễ thương nhưng mà mình đang cần nhân vật Siao mà ta. Ok, tiếp. Ốc quá. Siao. Cái gì đây? Vòng tròn gì đây? Quả cầu ngọc. Ui, tôi đâu cần cái này đâu. Cho tôi nhân vật Siao đi mà. Làm ơn. Ok. Ơi, mình đã nạp 2 triệu vào cái game này rồi các bạn. Mình hy vọng là mình sẽ được nhân vật Siao nha. Mình vẫn còn 60 viên ngọc lận, cho nên là vẫn có thể quay được tiếp. Một cái kiếm. Ô, gì đây? Shinjan 4 sao. Mình đang muốn Siao chứ không muốn Shinjan. Nhưng mà không sao, có nhân vật cũng được rồi. Mình nghĩ rằng là chắc mỗi lần quay là chỉ trúng được có một nhân vật thôi các bạn ơi. Ok, rồi. Nói chung là chúng ta đã được 2 nhân vật mới rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nha. Cầu nguyện tiếp nè. Boom. Ok, một cây cung, một quyển sách chương nhạc lang thang. Nói chung là mấy cái này cũng xịn. Bedu, oh my god, lại là một nhân vật nữ. Nhưng mà mình thì mình không thích nhân vật này cho lắm. Mình muốn Siao cơ. Ok, mình sẽ xây ra hết. Lần này chắc chắn là Siao nữa bạn. Coi nha. Ngó lên trời, trời cao không có thâu. Nó có lặp lại nhân vật nữa hả? Mình cứ tưởng rằng là mình quay rồi lại thêm con này nữa. Mình cứ tưởng là mình quay là mình sẽ ra quay được hết tất cả nhân vật rồi thì nó sẽ ra con Siao cho mình chứ. Ai dè đó nó còn lặp lại nhân vật nữa bạn ơi. Coi bộ để quay ra được Siao cũng phải nhân phẩm cao lắm mới quay ra được á bạn. Anh muốn có em quá. Làm ơn đi, cho tôi nhân vật Siao đi mà. Ui, sao màu vàng?
sao màu vàng là xịn hơn sao màu tím nha mấy bạn nha. Không, cái này là sao tím, sao màu vàng, sao màu vàng, còn một cái sao màu vàng nữa. Tại sao không ra CEO cho tôi? Nhân vật gì đây? Jin à? Ôi nhưng mà không sao, nhân vật này cũng 5 sao luôn bạn ơi. Khá là xịn, cũng khá là xịn. Cũng được, nhân vật này 5 sao lần khá là xịn. Còn có 22 viên à, quay được có 2 lần nữa à. Làm ơn cho tôi CEO đi mà. Tôi muốn... Sao vàng? CEO đẹp trai của anh ơi. Ui, chàng trai CEO đẹp trai phong độ của anh. Cuối cùng anh cũng có được em rồi. Yeah, ok. Rồi, bây giờ còn 12 viên nè. Mình quay tiếp luôn nha. Tính ra mình nạp 2 triệu mình mới quay ra được CEO á bạn. Ok, lần này là sao màu tím. Mình sẽ quay ra cho hết luôn cái đống đồ này. Lại là con nhân vật này nữa hả? Razo. Mình tính ra mình quay được nhiều nhân vật phết các bạn ạ. Nói chung là trong game này á thì mình gọi là mình thích nhân vật nam hơn, tại vì là mình là nam mà, cho nên mình thích được gọi là sử dụng nhân vật nam cho nó xịn, các bạn hiểu không? Từ nãy em đã cầu nguyện được khá là nhiều rồi đó. Để xem coi từ nãy để coi chúng ta còn cái gì nữa không ta. À đây, mình còn một viên, một quả cầu, một cái quả cầu này mình sẽ cầu nguyện luôn để xem coi ra cái gì. Ok, chắc là nó ra được cái kiếm hay gì đó thôi à. Ok, thấy không, biết ngay mà. Ok, rồi. Hey, thật là quá may mắn mấy bạn ạ. Chỉ với 2 triệu Phong đã có thể quay được con nhân vật CEO mà Phong rất là thích rồi. Nhưng mà cũng có rất là nhiều bạn bảo với Phong là: anh ơi, em không xoay ra được, là cách nào để em có thể chơi được bằng con nhân vật này đây? Thì rất là đơn giản thôi, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nha. Thì đầu tiên á, mấy bạn chỉ cần gọi là bấm vào trong cái la bàn ở phía trên này nè. Đấy, bạn thấy không? Và sau đó bấm vào thử thân thủ nè. Thì ở đây các bạn có thể gọi là chơi thử con nhân vật này nha các bạn nha. Đây con nhân vật CEO nè, mấy bạn có thể chơi thử con nhân vật này để xem coi mấy bạn có thích con nhân vật này hay không. Nếu bạn thích thì bạn có thể gọi là nạp tiền vô để quay. Còn nếu như mấy bạn không thích thì bạn cũng quay luôn, tại vì nhân vật này rất là mạnh, không quay là không được đâu. Ok, rồi bây giờ mình sẽ vô mình test thử con nhân vật này cho các bạn xem nha. Ok, dùng thử này. Rồi, ok, vào bên trong này nè các bạn ơi. Đấy, thì nó đã dịch chuyển mình đến một cái nơi nào đó nhìn khá là âm u lạnh lẽo nha. Ok, thì bạn hãy xem đây. Đây chính là nhân vật CEO của chúng ta nè các bạn, mày thấy không? Đẹp trai vãi nồi. Mình khoe cái nhân vật này cho Simmy xem á, Simmy kêu trời ơi, nhân vật gì mà đẹp trai quá vậy? Chắc là mình cũng phải nạp tiền vô để mình quay mới được. Simmy cũng thích nhân vật này luôn á các bạn. Đấy. Thì nhân vật CEO này là một nhân vật gọi là nam và có gọi là cái phối màu quần áo là màu tím và màu xanh. Hai cái màu này kết hợp nhau cực kỳ đẹp luôn mọi người ạ. À. Đấy. Đấy, các bạn thấy nhân vật này được đẹp và ngầu không? Có cả hình xăm trên tay nè. Với lại có thêm cái mặt nạ nữa nè anh em. Cái mặt nạ này là mặt nạ của quỷ đó anh em. Mình nghe nói là nhân vật này á là nhân vật gọi là được quỷ theo, gọi là hỗ trợ, được quỷ bảo vệ các bạn đó, quỷ dạ xa bảo vệ á, bạn thấy nghe ngầu không, nghe xịn chưa? Ok, rồi bây giờ thì mình sẽ thử đánh bằng con nhân vật này để cho bạn xem con nhân vật này nó mạnh chỗ nào nha, mà mình lại thích nó đến như vậy nha. Ok, mình sẽ mở cái này ra nè. Đấy, bạn thấy không, có mấy con yêu quái level 80 luôn nha. Mấy con này không phải là đùa nha bạn nha, mấy con này level 80 luôn á. Bạn hãy xem mình đấu với bọn nó đây. Chú đó, chết hết mấy con luôn, ghê chưa, xịn chưa? Đấy, nhân vật CEO mà nó phải là chuyện tầm thường. Đấy, ok. Ui, tính ra á bạn, là con nhân vật này á là mấy bạn gọi là khi mà mấy bạn sở hữu được nó rồi đó thì mấy bạn gọi là, nói chung là gọi là best luôn rồi, mấy bạn là xịn nhất luôn rồi. Mấy bạn thấy sao không? Tại vì đây là con nhân vật 5 sao và là con nhân vật mới nhất ở trong game này. Ok, từ từ, bây giờ mấy con quái nhỏ nhỏ thì để mình tiêu diệt nó xong đã. Sau đó mình chờ con quái to ra, mình sẽ sử dụng tuyệt chiêu cho các bạn xem. Ui, con quái to ra kìa. Đấy, ok, mình sẽ thử sử dụng tuyệt chiêu con CEO này cho các bạn xem nha. Ôi, bùm, ok. Mày hả mày? Nè, một phát chết luôn nè. Mày. Mấy bạn coi nè, thấy không? Mấy con quái nhỏ nhỏ chết hết trơn luôn. Thôi ôi. Trời ơi là trời. Sao mà mạnh dữ vậy em? Mạnh như vậy thì ai chơi lại? Trời ơi trời, dùng tiếp. Trời. Mày thấy chưa? Mày thấy nhân vật này kinh khủng chưa? Ôi, vãi nồi. 1 phút 30 giây thôi bạn ơi, chỉ 1 phút 30 giây thôi là tiêu diệt được hết mấy con yêu quái luôn rồi, xịn vãi, thật là kinh khủng.
Ok, quá xịn luôn. Mình chơi thêm một lần rồi mình lại muốn quýnh tiếp bạn ạ. Và nếu như bạn không biết thì nhân vật mới của chúng ta, nhân vật Siao, là một nhân vật 9 năm sao nha mọi người. Và là một vị thần được quỷ Dạ Xoa bảo vệ. Và cũng là người được báo trước là người chinh phục được ác quỷ đó mọi người, nghe ghê chưa. Và vũ khí mà anh ta sử dụng đó chính là một cây thương, cây giáo mọi người ạ. Năng lực của anh ta thì anh ta có thể gọi là đạp gió ở cái chiêu E nè mọi người. Là anh ta có thể đạp gió lao về phía trước, gây ra thiệt hại cho đối thủ ở trên đường mà hắn đi qua. Có thể sử dụng giữa không trung luôn. Và các bạn có thể sử dụng hai lần liên tiếp đó, nghe ghê chưa. Và kỹ năng đặc biệt của gọi là Siao của chúng ta là chiêu Quy. Siao đeo một cái mặt nạ Yasa lên để có thể khiến cho tất cả những vị thần và ác quỷ phải run sợ đó, hàng ngàn thế kỷ trước. Và cái mặt nạ Yasa này tăng đáng kể khả năng nhảy của Siao, tăng luôn cả cái AOE tấn công của mình và gây ra thiệt hại tấn công. Và khi mà các bạn chuyển đổi sát thương tấn công thành Animal DMZ á, thì các bạn sẽ không thể nào ghi đè bởi bất cứ một nguyên tố nào khác. Nói chung Siao là một trong những gọi là vị tướng có thể nói là mạnh nhất trong thời gian hiện tại. Rồi ok bạn ơi, thì coi như là mình đã xử xong hết đống quái vật rồi các bạn ạ. Nói thật với các bạn là con nhân vật Siao này phải nói là cực kỳ mạnh và cực kỳ VIP pro luôn các bạn ơi. Kỹ năng thì siêu đẹp luôn, bạn xem nè, đó trời ơi, cái kỹ năng chém thì siêu đẹp luôn. Thật sự là con này mình quay mình tốn 2 triệu nhưng mà mình không thấy tiếc chút nào hết. Bởi vì nó đáng đồng tiền bát gạo vải nồi các bạn ạ. Đấy, thì các bạn thấy gọi là nhân vật Siao thế nào? Mấy bạn thấy có thích nhân vật này không? Thì bạn nhớ bình luận lại cho mình biết nha. Và cảm ơn anh em đã xem video này. Nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên hãy để lại cho mình một like nè, một share nè, và nhớ nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên hãy qua bên kênh YouTube của tất cả thành viên của Hero Team đăng ký hộ cho tất cả mọi người đó nha anh em. Còn bây giờ thì mình phải chơi game tiếp đây. Nhân vật xịn như thế này mà không chơi game làm sao mà được đúng không? Ây da, trời. Chắc là do mình đánh dở các bạn.